Vâng, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của M7 Tennis Academy. Và trong video này thì mình sẽ tiến hành random lựa chọn là người may mắn nhất trúng giải giveaway tháng 7 vừa rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ làm random thay cho huấn luyện viên Mạnh Seven, bởi vì anh phải tham dự một cái event và không về kịp sẽ làm buổi random này. Thì tháng 7 vừa rồi thì bên M7 Tennis Academy có một cái chương trình giveaway với phần quà là một cây vợt gỗ và sẽ có khắc tên của người đạt giải ngày hôm nay. Và không để mọi người chờ lâu thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành random. Ok, đầu tiên thì mình sẽ copy cái link của cái video này và mình sẽ để vào trong cái trang web random này. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lựa chọn ra người may mắn nhất. 122 comment. Ok. Và người trúng giải ngày hôm nay của ta đó chính là anh Phạm Len. Ok, có mọi người thấy rõ không ạ? Mình sẽ để một cái phần video nhỏ dưới cái màn hình, mình quay màn hình lại. Ok, vâng, và anh Phạm Len chính là người may mắn nhất của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình sẽ, anh có comment là thầy M7 đặt tiêu đề nhầm kìa, sửa lại chưa ai thành Phạm Len đề. Ok, vâng, anh có một cái dự đoán khá là chính xác. Ok, bây giờ thì mình sẽ check xem cái comment của anh là có đúng vào cái thời gian hợp lệ không. Ok, anh comment cái này vào khoảng 2 tuần trước, nhưng đây cũng là chính là cái thời gian mà mình post cái video này. Ok, vâng, và như vậy là chúng ta đã tìm ra được chủ nhân may mắn nhất trúng giải chương trình giveaway tháng 7 vừa rồi. Đó chính là anh Phạm Len. Và anh Phạm Len hãy liên hệ về với fanpage của trung tâm để chúng tôi sẽ liên hệ và trao cái phần quà đến cho anh. Anh cũng có thể là yêu cầu các cái tên, slogan hoặc là tháng năm sinh gì đấy mà anh mong muốn trên cái thân vật. Ok, và hy vọng rằng anh Phạm Len sẽ có những cái khoảng thời gian tập luyện hiệu quả với lại cái vật gỗ này. Và đối với những bạn khán giả khác mà chưa trúng giải thì các bạn hãy đón chờ xem những cái chương trình giveaway sắp tới của trung tâm M7 Tennis Academy. Và chắc chắn rằng trong tương lai thì các bạn cũng sẽ đều có cơ hội trúng những giải thưởng rất là hấp dẫn. Vâng, và xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.